Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Tâm Phúc TV, tiểu sử của người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của cầu thủ bóng đá nữ Phạm Hải Yến nhé. Phạm Hải Yến, sinh ngày 9 tháng 11 năm 1994, là một cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam. Cô đang là đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội. Cô được xem như một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Cô sinh ra ở Hà Tây, một tỉnh cũ ở miền Bắc Việt Nam. Sau khi tỉnh này sáp nhập về Hà Nội, cô về tập luyện và trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Hà Nội. Hải Yến đã hai lần giành chức vô địch U19 quốc gia cùng với đội tuyển trẻ của Hà Nội. Sau đó, cô tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp cho Hà Nội. Tại đây, cô có 3 lần giành chức vô địch quốc gia, 1 lần Á quân cúp quốc gia. Ngoài ra, cô có 3 lần giành danh hiệu vua phá lưới giải vô địch quốc gia, 1 lần vua phá lưới cúp quốc gia. Với những thành tích thi đấu xuất sắc, cô được chọn làm đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội từ mùa giải 2019. Trên đấu trường quốc tế, cô cùng với đội tuyển U16 Việt Nam giành vị trí thứ 3 tại giải vô địch U16 Đông Nam Á 2009. Sau đó, cô được phát hiện và gọi lên đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Trần Văn Phát năm 2011. Tại vòng loại Thế vận hội London 2012, cô đã có trận ra mắt đội tuyển quốc gia khi chưa tròn 17 tuổi. Cô đã giành trọn bộ danh hiệu trong môn bóng đá nữ ở khu vực Đông Nam Á gồm một chức vô địch Đông Nam Á, 2 huy chương vàng SEA Games. Ngoài ra, cô còn được người hâm mộ nhớ tới với pha đánh đầu dũng mãnh vào lưới Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 2019 đem về chiếc huy chương vàng SEA Games thứ 6 trong lịch sử cho đội tuyển nữ Việt Nam. Cô sinh ngày 9 tháng 11 năm 1994 tại làng Nghiêm Xá, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây ở miền Bắc Việt Nam. Làng Nghiêm Xá trước kia là một làng khoa bảng nổi danh của phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam khi có tới 7 vị hiền nhân thi đỗ tiến sĩ nho học thời phong kiến. Làng Nghiêm Xá nay là một làng quê thuộc ngoại thành Hà Nội và cách trung tâm thủ đô khoảng 30 km về phía nam. Bốn còn xã Nghiêm Xuyên là một xã chiêm trũng ở hạ lưu sông Nhuệ và là nơi giao nhau giữa ba huyện Thường Tín, Thanh Oai và Phú Xuyên. Hải Yến xuất thân từ một gia đình thuần nông gian khó, không có ai theo nghiệp quần đùi áo số. Trong gia đình, bố cô là ông Phạm Văn Mười và mẹ là bà Phạm Thị Phương. Dưới Hải Yến còn có một em trai. Sự nghiệp câu lạc bộ. Sinh ra và lớn lên từ một địa phương khá mạnh với phong trào bóng đá nữ như Hà Tây nên Hải Yến cũng ít nhiều có niềm đam mê với trái bóng tròn. Cộng thêm với việc ở làng Nghiêm Xá cũng có một đội bóng đá nữ do thầy Dương Khắc Kiểm huấn luyện nên mỗi ngày Hải Yến đều có cơ hội ra sân chơi bóng với sự chỉ dạy của thầy Kiểm và các anh chị lớn hơn. Sau đó, đến năm lớp 8 thì cô thiếu nữ ở sân bóng làng Nghiêm Xá đã được nhận vào đội trẻ của câu lạc bộ nữ Hà Tây. Từ đó, cô về Hà Đông tập luyện và theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Lứa trẻ của Hà Tây năm đó còn có một tuyển thủ quốc gia khác là hậu vệ đa năng Hoàng Thị Loan đến từ huyện Thanh Oai. Sau khi sáp nhập Hà Tây về Hà Nội, cô đã tập luyện cùng với lứa trẻ của Hà Nội và cô đã cùng U19 Hà Nội giành được hai chức vô địch U19 quốc gia liên tiếp vào các năm 2012-2013. Tại giải vô địch U19 quốc gia 2013, Hải Yến đã lập lại được thành tích của Tuyết Dung năm 2011, đó là ngoài chiếc cúp vô địch cô còn giành cú đúp danh hiệu cá nhân là cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới với 7 pha lập công. 2011, 2014, những chức vô địch đầu tiên. Từ mùa giải 2011, cô được đôn lên đội 1 của Hà Nội Tràng An 1, nay là Hà Nội, để tham dự giải vô địch quốc gia 2011. Mùa giải 2012, cô có bàn thắng đầu tiên tại giải vô địch quốc gia khi nó được ghi ở vòng 6 trong trận gặp đội bóng cùng thành phố Hà Nội 2. Mùa giải 2013, cô được mặc chiếc áo số 12, một số áo đã gắn liền với sự nghiệp của Hải Yến sau này. Ngay ở vòng 1 gặp Hà Nội 2, tiền đạo mang áo số 12 đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Hà Nội 1 ở mùa giải mới giúp đội bóng này có trận ra quân thuận lợi. Sau đó, cô tiếp tục đóng góp thêm một bàn thắng khi gặp Hà Nội II ở trận lượt về với bản ấn định chiến thắng 20. Đến cuối mùa, cô có danh hiệu vô địch quốc gia thứ 2 và là lần thứ 9 cho Hà Nội 1. Mùa giải 2014 tiếp theo, Hải Yến đã thi đấu tiến bộ hơn khi đóng góp 4 bàn thắng trong cả mùa giải, chỉ kém vua phá lưới Nguyễn Thị Muôn 2 bàn và góp công không nhỏ cho chức vô địch quốc gia lần thứ 10 của Hà Nội 1. 2015, 2016, vua phá lưới và liên tiếp về nhì. Sau mùa giải 2015, Hải Yến đã chứng tỏ sự tiến bộ rõ rệt. Cô đã giành giải vua phá lưới của giải với 10 pha lập công. Mùa giải 2016, Hải Yến vẫn thi đấu ổn định và giúp Hà Nội II dẫn đầu bảng xếp hạng với chuỗi 14 trận bất bại sau 2 lượt trận. 2017, 2018, thủ lĩnh hàng công. Mùa giải 2017,
Hải Yến vẫn là một trụ cột trên hàng công của Hà Nội Y khi cô vẫn nổ súng đều đặn với 6 bàn giai đoạn vòng loại và giúp Hà Nội Y tiến vào vòng bán kết với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Mùa giải 2018, Hải Yến là thủ lĩnh thực sự của hàng công đội bóng khi cô nổ súng 3 trận liên tiếp đầu mùa giải đem về 3 chiến thắng cho Hà Nội. Kết thúc giải, cô giành danh hiệu vua phá lưới với 14 bàn thắng ghi được trong 12 trận. 2019, thủ quân đội bóng và tiếp tục về nhì. Sự nghiệp quốc tế, U16 Việt Nam. Năm 2009, Hải Yến nằm trong thành phần đội tuyển U16 Việt Nam cùng với một số cầu thủ như Tuyết Dung, Vũ Thị Thúy, Phan Thị Trang. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trần Ngọc Thái Tuấn tham dự giải vô địch U16 Đông Nam Á 2009. Năm 2010, cô được huấn luyện viên Vũ Bá Đông gọi vào đội U19 Việt Nam tham dự vòng loại thứ 2 giải vô địch U19 châu Á 2011. Cuối năm 2012, cô được huấn luyện viên Nguyễn Duy Hùng gọi cô trở lại đội U19 Việt Nam tham dự vòng loại thứ 2 giải vô địch U19 châu Á 2013, tuyển quốc gia, vòng loại Olympic 2012. Cuối tháng 4 năm 2011, Hải Yến có lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia khi được huấn luyện viên Trần Vân Phát điền tên trong danh sách sơ bộ 23 cầu thủ tham dự vòng loại thứ 2 của Thế vận hội London 2012. Sau khi giành ngôi Á quân U19 quốc gia 2011, cô tiếp tục được huấn luyện viên Trần Vân Phát gọi tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2011, AFF Cup 2011 cùng đội tuyển Việt Nam. 3 năm sau, ông Trần Vân Phát mãn nhiệm sau khi không giành được vé đến World Cup 2015. Vào tháng 8 năm 2014, Hải Yến được huấn luyện viên Mai Đức Chung gọi trở lại tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự ASEAN 17. Sau khi không được triệu tập tham dự AFF Cup 2015 thì đến cuối tháng 7 năm 2015, Hải Yến là một trong 4 tiền đạo được huấn luyện viên Norimasu Takashi điền tên vào danh sách sơ bộ để tham dự vòng loại thứ 2 của Thế vận hội Rio 2016. Sau đó, Hải Yến tiếp tục được tham dự AFF Cup 2016. Cô có bàn thắng đầu tiên tại giải năm đó khi ghi bàn vào lưới Singapore ở vòng bảng. Còn tuyển Việt Nam thì thẳng tiến một mạch đến trận chung kết gặp Thái Lan. Tháng 8 năm 2017, cô có lần đầu tiên tham dự SEA Games khi SEA Games 29 diễn ra ở Kuala Lumpur, Malaysia. Trận gặp Myanmar, cô ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 18 sau đường chuyền thuận lợi của Tuyết Dung. Sau đó, cô đóng góp một bàn thắng quan trọng trong trận cầu đinh với Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam đã giành huy chương vàng với chiến thắng cách biệt 60 sau đó. Đầu năm 2017, tại bảng D vòng loại ASEAN Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã thắng giòn giã cả 4 trận và giành vé đến vòng chung kết ở Jordan một cách thuyết phục. Năm 2018, Hải Yến cùng đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2018 ở Amman, Jordan. Sau khi kết thúc lượt đi giải vô địch quốc gia 2018, Hải Yến cùng các đồng đội tập trung trở lại để tham dự AFF Cup 2018 diễn ra ở Palembang, Indonesia. Cuối năm 2019, cô nằm trong danh sách 20 tuyển thủ của những cô gái vàng tham dự SEA Games 30 diễn ra trên đất Philippines. Ở kỳ đại hội lần này, cô được ra sân đá chính liên tiếp trong 3 trận đấu đầu tiên nhưng đều không thể ghi bàn. Sau chuỗi trận đấu không thành công, đến trận chung kết sau đó, vua phá lưới giải vô địch quốc gia 2019 đã phải nhường suất đá chính cho chân sút trẻ của than khoáng sản là Nguyễn Thị Vạn. Đầu năm 2019, Hải Yến đã bỏ lỡ vòng loại thứ 2 của Thế vận hội Tokyo 2020 ở Tashkent, Uzbekistan. Vòng loại AFC ASEAN Cup 2022, Hải Yến đã có một trận đấu toàn thắng trước đội tuyển Maldives, cô đã ghi 6 bàn, vượt qua các cầu thủ nữ trên thế giới ghi bàn ở một trận đấu cho đội tuyển quốc gia. Chéo ngược, tại SEA Games 31, Hải Yến là một nhân tố quan trọng giúp đội tuyển nữ Việt Nam lên ngôi vô địch để lại niềm tự hào cho dân tộc. Sở hữu lối đá thông minh giống đàn chị Ngọc Trâm, Hải Yến thường chơi không tốn sức nhưng hiệu quả. Đặc biệt là khả năng di chuyển, kỹ năng đi bóng, khả năng dứt điểm, chọn vị trí và chớp thời cơ ghi bàn. Ngoài ra, cô cũng có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ tổ chức. Tuy nhiên, tiền đạo quê Thường Tín có một số điểm yếu như thể hình không lý tưởng dẫn đến thiếu sức mạnh trong các pha tranh chấp tay đôi. Ngoài đời, Hải Yến luôn để một mái tóc ngắn và ăn mặc theo phong cách tomboy. Sau trận chung kết SEA Games 30, cầu thủ gốc Hà Tây đã để lại một hình ảnh rất xúc động với người hâm mộ trong lúc trả lời phỏng vấn. Khi các đồng đội ai nấy đều tươi vui rạng rỡ với chiếc huy chương vàng, còn cô thì nghẹn ngào nước mắt nói muốn dành tặng chiến thắng cho bà ngoại vì trong thời gian cô tập trung cùng đội tuyển tham dự SEA Games thì bà ngoại đã mất mà cô không thể về thăm bà lần cuối. Ngoài ra, cô cũng đang theo học khóa huấn luyện viên bóng đá tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh từ năm 2016 và nay đã sắp kết thúc khóa học để có thể tiếp tục làm công tác huấn luyện sau khi treo giày giải nghệ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Nếu thấy hay hãy like video và đừng quên nhấn đăng ký kênh Tâm Phúc TV để được cập nhật liên tục những video mới nhất về tiểu sử 10 thành công và nổi tiếng khác nhé.